Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay có bạn nào thắc mắc là tại sao cái vlog này mình bày biện hết tất cả các đồ đạc này ở trên bàn này hay không ha? Thì cái vlog này mình sẽ không nói bất kỳ một cái vấn đề gì mà về xe nữa. Mình sẽ nói về những cái thứ mà mình dùng để quay vlog làm YouTube từ lúc mà mình mới bắt đầu làm video đến bây giờ ha. Thì có rất nhiều bạn inbox về Facebook của mình để hỏi về những cái vật dụng mà mình quay vlog, quay bằng máy gì, ghi âm bằng cái gì, làm sao để ghi âm được như vậy. Hôm nay mình sẽ làm một cái video nói về những cái thứ mà mình dùng để quay vlog ha. Rồi sau đó mình sẽ review chi tiết từng món sau. Và sẵn mình cũng muốn nói cho các bạn biết là ngoài mà cái đam mê về xe của mình thì mình cũng đam mê về thiết bị công nghệ, thiết bị điện tử. Cho nên là sau này mình sẽ review hết chi tiết từng món đồ mà hôm nay mình sẽ giới thiệu. Hôm nay mình sẽ làm giới thiệu sơ qua thôi ha, mình không có đi sâu vào chi tiết. Đầu tiên thì các bạn biết cái kênh của mình đặt tên ha là Minkay Moto Vlog. Thì Minkay là tên viết tắt của mình, tên thật của mình là Minh Khôi. Còn Moto Vlog là cái nội dung mà mình muốn hướng đến, đó chính là làm Moto Vlog, là vừa chạy xe vừa nói chuyện giống như các bạn Moto Vlog khác ha. Chắc các bạn cũng đã biết về Moto Vlog sơ rồi ha. Thì đương nhiên cái vật dụng mà để làm Moto Vlog không thể thiếu đó chính là một con GoPro. Ở đây thì mình đang sử dụng một con GoPro 8 kèm cái MediaMod. Thì để biết chi tiết về cái con GoPro 8 với cái MediaMod này mà để mình làm về motovlog á, thì các bạn hãy xem lại cái nội dung mà mình để trên đây ha. Là có hướng dẫn setup GoPro để gắn lên nón bảo hiểm để có thể làm motovlog ha. Ok, thì cái phần này mình sẽ lướt qua, mình không có nói đến nữa. Mình đã có một cái video chi tiết để nói về cái con GoPro và MediaMod này rồi. Rồi, một cái thiết bị thứ hai á, đó chính là một cái máy ảnh compact Sony ZV-1. Tại sao mà mình có GoPro rồi mà mình phải mua thêm cái máy ảnh này nữa? Thì quả thiệt, trong cái quá trình mà quay video của mình á, thì mình cực kỳ thích cái con máy Sony ZV-1 này luôn. Thì hồi đó mình lúc mà mình chưa mua cái Sony ZV-1 này nè, mình có sử dụng đa số là GoPro và điện thoại để quay. Thì mình nhận thấy là cái chất lượng hình ảnh quay ban đêm nó không được tốt, hoặc là những cái vùng mà thiếu sáng nó không được tốt cho lắm. Thì nếu như các bạn nào mà có tìm hiểu về nhiếp ảnh hoặc là những cái thiết bị mà ghi hình thì các bạn sẽ hiểu GoPro và điện thoại thì cái sensor, cái cảm biến của nó rất là nhỏ. Cho nên là về cái việc mà vào ban đêm, cái việc mà lấy ánh sáng trong cái môi trường thiếu sáng nó sẽ bị hạn chế, và từ đó nó sẽ đẩy ISO lên cao, dẫn đến cái việc mà cái hình ảnh của các bạn thu được không được đẹp, nó bị hộp, bị nhiễu, rồi cái màu nó bị bệt, nói chung là rất là xấu ha. Cho nên là mình quyết định mua thêm một con máy ảnh compact Sony ZV-1 này. Mình phải nói là cái chất lượng của cái con Sony ZV-1 này quay ra một cái file hình rất là tốt. Nếu như các bạn nào mà xem kênh của mình từ lúc trước á, sau này á, từ cái clip mà những món đồ mà không nên độ lên cho xe đó, đó chính là cái clip đầu tiên mà mình quay bằng cái con Sony ZV-1 này nè. Các bạn xem lại cái clip đó ha, thì các bạn sẽ thấy chất lượng hình ảnh quay rất là tốt từ ban ngày hoặc ban đêm, màu sắc chi tiết lên rất là ok, và đặc biệt là nó rất là nhỏ gọn nữa đó. Nó chỉ nhỏ như thế này thôi, nó bằng cái điện thoại của mình thôi, nó dày hơn cái điện thoại một chút xíu và nó nhỏ hơn ngay cả cái điện thoại của mình nữa, mình có thể nắm gọn trong cái lòng bàn tay này ha. Còn nếu như các bạn nào mà không tin về cái chất lượng hình ảnh của cái con này nó cho ra từ hồi nãy giờ mình nói á, thì một lát nữa mình sẽ đổi cái món vật dụng tiếp theo á, là mình bắt đầu sẽ đổi qua cái máy ảnh này để mình ghi hình cho các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đổi cái máy ảnh này gắn qua bên kia để mình giới thiệu một cái món vật dụng tiếp theo mà mình cũng thường dùng để hay ghi hình nữa, đó chính là
cái thứ mà mình đang ghi hình nè, đó chính là một cái con điện thoại iPhone 11 Pro. Rồi, bây giờ mình sẽ đổi qua. Rồi thì bây giờ là những cái hình ảnh mà bạn đang xem đó, đó là được ghi hình từ cái con Sony ZV-1 đó. Nó chỉ được quay ở cấu hình là Full HD 60fps thôi. Mà các bạn thấy cái chất lượng hình ảnh cho ra rất là tốt phải không? Thì bây giờ mình sẽ nói tiếp ha. Cái vật dụng mà mình dùng để quay vlog tiếp theo á, đó chính là cái điện thoại iPhone 11 Pro. Thì tại sao mà mình lại dùng tới 3 thiết bị để mà quay vlog? Rồi, bây giờ mình sẽ nói ha. Mỗi một cái thiết bị mà mình giới thiệu nãy giờ là cái máy ảnh, cái GoPro và cái điện thoại, nó sẽ có cái chức năng khác nhau. Giống như mình đã nói á, thì cái GoPro á là mình sẽ dùng để quay những cái cảnh mà gắn ở trên nón bảo hiểm, mình gắn ở trên cái nón full face giống vậy nè. Và tiếp theo á, nó có một cái ngoại hình nhỏ nhẹ, cho nên là nó có thể gắn ở một số vị trí đặc biệt mà hai cái thứ này nó không làm được. Thì giống như là bây giờ mình đi biển đi, mình muốn quay một cái cảnh mà lặn xuống biển, quay những cái cảnh ở dưới nước, thì mình đâu thể nào mà vác cái con điện thoại này hoặc là một cái con máy ảnh mà có thể xuống nước quay và chụp được. Lúc đó thì GoPro sẽ phát huy tác dụng, cho dù cái chất lượng hình ảnh nó mang lại không có được đẹp cho lắm, nhưng mà nói chung là những cái cảnh đó là độc nhất vô nhị, hai thằng này không làm được, chỉ có con GoPro mới làm được. Mình ví dụ vậy ha. Rồi có một số bạn cũng gắn GoPro ở nhiều vị trí đặc biệt nhờ vào những cái ngàm kết nối của nó, do cái trong cái hệ sinh thái của GoPro á, gắn quay những cái cảnh ở bánh xe rồi này, còn nói chung là những cái góc cực kỳ khó mà cái máy ảnh và cái điện thoại không làm được, nhưng cái con GoPro này nó làm được. Đó chính là cái chức năng của con GoPro này. Nhưng mà bù lại, những cái cảnh mà mình cầm để đi hàng ngày á, mà đi vào quay vào trời ban đêm buổi tối rồi này kia á, thì cái con GoPro này và cái điện thoại quay ra cái chất lượng của nó không được tốt cho lắm. Nó bị nhiễu hột rất là nhiều, chi tiết thì bị bệt, cái nó không sắc sảo. Thì lúc đó cái màn nó phát huy cái công dụng của mình là do cái màn nó có cái sensor lớn hơn, nó thu nhận ánh sáng tốt hơn nhiều so với con GoPro và cái điện thoại. Còn cái điện thoại này thì như các bạn cũng biết á, mình đâu thể nào mà lúc nào mình cũng đi ngoài đường mà mình kè kè cái máy ảnh hoặc là cái con GoPro được đúng không? Ví dụ như giờ mình thấy một cái sự kiện gì đặc biệt á ở ngoài đường, mình muốn ghi hình lại, thì cái vật dụng mà mình luôn mang theo đó chính là cái điện thoại này. Mình sẽ lấy ra và mình quay lại. Mỗi một cái vật dụng của mình giới thiệu nãy giờ nó có một cái chức năng riêng, không ai có thể thay thế ai được, cho nên là mình mới mua ba thứ như vậy. Tiếp theo, một cái món mà mình vừa mua gần đây đó chính là chiếc gimbal. Đây là một chiếc gimbal đến từ nhà Feizu G6 Plus. Cái con gimbal này á, thật ra là mình mua để quay cái đám cưới của em gái mình á. Thì vừa qua mình có sử dụng nó để quay. Thì nói chung là cái hãng Feizu này làm về gimbal á, mình không có thích cho lắm. Nói chung là cái chức năng của nó sử dụng chưa được ok cho lắm. Mình mua đó là tại vì mình dự tính là sẽ sử dụng lâu dài luôn. Thì như các bạn cũng thấy có một số shot là mình quay xe, mình quay những cái chiếc xe của mình á, thì chiếc gimbal này nó có thể sử dụng được cho cái máy ảnh đang quay, cái điện thoại và cái GoPro luôn. Thì do mình sử dụng 3 thiết bị cho nên là đây là chiếc gimbal đa năng nhất. Có một số shot á, mình đi quay xe hoặc là nói chung là mình quay về cinematic á, đó thì mình sẽ sử dụng cái gimbal này để cho hình ảnh nó mượt hơn. Nhưng mà nói chung là cái hiệu quả của chiếc gimbal này mang lại cho mình á, mình vẫn chưa hài lòng cho lắm. Thì chắc sau này mình sẽ đổi hoặc là bán nó đi luôn. Tại vì sau một thời gian sử dụng á, thì mình thấy cái nhu cầu của mình về cái gimbal này á, không được nhiều cho lắm, để không thì phí quá. Hồi nãy á, mình quên mất một cái chi tiết á, mà những cái phụ kiện cho
cái GoPro và cái máy ảnh ha. Thì đây là một cái hộp sạc GoPro, ở trong đó là có hai cục pin. Đây là đến từ hãng Telesin. Thì hãng này nếu như bạn nào mà chơi GoPro thì quá nổi tiếng rồi. Pin GoPro thì nó nhỏ cho nên là nó dễ hẻo lắm, nó quay không có được lâu. Còn đây là sạc Kingma và hai cục pin chính hãng Sony luôn. Tổng cộng là mỗi cái GoPro mình có 3 pin và cái máy ảnh mình cũng có 3 pin. Thì cái pin của cái Sony ZV-1 này nó cũng hẻo lắm, nó quay không có được lâu, cho nên là bắt buộc là các bạn phải có pin dự phòng. Cái này là mình sẽ mua thêm, chứ mặc định theo máy giống như GoPro vậy, các bạn chỉ có một cục pin thôi. Nói về phần ghi hình á, thì có một thứ mà gần đây mình cũng mới sở hữu được và nó cũng mang lại cái hình ảnh rất là tuyệt vời, những cái một cái góc nhìn rất là độc lạ, một cái góc nhìn từ trên cao nhìn xuống. Nói tới đây thì chắc các bạn cũng biết được cái vật dụng đó là gì rồi ha. Đây chính là một con flycam đến từ nhà DJI, nó có tên là DJI Mini 2. Tên chính xác của nó là DJI Mini 2. Thì nói chung là cái con Lightcam này tình cờ mình cũng có được thôi, chứ mình cũng có dự định mua nhưng mà chưa có mua được, chưa có đủ tiền mua. Thì vô tình là mình có được. Rồi sau đó mình sẽ mua thêm phụ kiện cho nó. Đây là cái túi phụ kiện, là cái tay cầm và cái hộp pin 3 viên của nó. Thì nói chung á, bạn nào mà chơi Lightcam á thì mình khuyên là nên mua luôn cái bản combo 3 viên pin thì mới đủ cho một cái chuyến du lịch. Chứ còn các bạn mới đầu các bạn nghĩ là các bạn mua một viên pin thôi á để bay vòng vòng chơi rồi bay hết pin thì về sạc á, thì nó rất là bất tiện, tại vì Lightcam rất là mau hết pin. Các bạn chỉ cần cất cánh bay đi bay về khoảng 10 phút là sạch cục pin rồi. Thì nếu như các bạn nào mà có đi du lịch á thì nên mua bản combo 3 pin ha. Và đó chính là những cái vật dụng chính mà mình thường dùng để quay vlog, để quay những cái đoạn travel cho các bạn xem đó. Thì chỉ cần nhiêu đó thôi là đủ mang lại cho các bạn một cái chất lượng hình ảnh rất là tốt. Để làm video á thì chất lượng hình ảnh tốt thôi á vẫn chưa đủ, mà phải đến từ chất lượng âm thanh nữa. Âm thanh và hình ảnh, đó là hai cái yếu tố quyết định đến cái chất lượng video của bạn có tốt hay là không. Thì nói về micro á, thì mình thường hay sử dụng hai loại micro. Một á là micro shotgun đến từ nhà Boya. Đây là chiếc micro shotgun có mã là Boya BIMM1. Đây là cái micro shotgun cũng rẻ thôi ha, nó trị giá nếu như các bạn mua mới thì khoảng 600.000. Cái này là mình mua cũ lại của một cái bạn trên group thì khoảng 300.000 thôi, nhưng mà cái chất lượng âm thanh của nó mang lại rất là tốt ha. Tiếp theo là cái micro mà từ đầu video tới giờ mà mình vẫn đang mang, đó chính là một cái micro không dây cũng đến từ nhà Boya luôn. Thì cái mã của nó hơi dài cho nên mình quên rồi, mình sẽ để cái tên mã sao ha. Cái micro Boya này á, nó cũng rất là thích hợp cho những người mà xài nhiều máy như mình. Tại vì nó có những cái đầu chuyển nè. Đó, đây là đầu chuyển dành cho iPhone. Rồi 3 vạch, 2 vạch, một cái hộp sạc. Thì cái micro Boya này á, mình sẽ làm một cái clip review chi tiết sau ha. Nó cũng rất là hay đó. Còn nếu như các bạn nào mà chưa hiểu á, micro không dây là sao và cái âm thanh á, nó ảnh hưởng đến cái chất lượng video á, nó như thế nào á, thì bây giờ mình sẽ quay hai cái clip. Một cái clip á, là mình đang sử dụng một cái micro Boya không dây ha. Đó, đây nãy âm thanh từ đầu video đến giờ các bạn nghe là đến từ chiếc micro này nè. Rồi, bây giờ mình sẽ tháo micro ra, mình sẽ ghi âm bằng cái micro mặc định ở trên cái con Sony ZV-1 ha. Thì các bạn thử so sánh chất lượng âm thanh của hai cái khúc này nó sẽ như thế nào ha. Rồi, bây giờ là một cái video được quay bằng cái
cái micro mặc định ở trên cái màn Sony ZV1 của mình ha. Thì các bạn thích nghe video này hơn hay là video này hơn? Thì video này mình đang quay được thu âm bằng một cái micro không dây của Boya mà hồi nãy mình nói đó. Đó. Bây giờ nếu như là các bạn là khán giả xem video thì các bạn sẽ thích âm thanh của video nào? Thì đến đây chắc các bạn cũng hiểu rồi ha, hiểu được cái tầm quan trọng của âm thanh góp phần vào cái độ hấp dẫn của video nó như thế nào rồi ha. Thường á, các thiết bị ghi hình nào cũng vậy á, cái micro mặc định ở trên máy rất là dởm, thu nói chung là không phải dởm đâu mà nó thu rất là rộng, nó thu được tất cả các âm thanh xung quanh, cho nên là cái tiếng của mình á, nó bị hỗn tạp, và nếu như mà để xa xa một chút á, là nó thu cái tiếng rất là nhiều tạp âm, nào là tiếng người bên đây nói chuyện, tiếng đồ đạc rồi kia rất là ồn ào, cho nên là âm thanh nó sẽ không có tốt bằng nếu như chúng ta sử dụng một cái micro ngoài ha. Cho nên á, bạn nào mà có ý định mà làm vlog á, thì mình nghĩ nên ngoài đầu tư những cái thiết bị ghi hình ra thì mình cũng nên đầu tư cho mình một chiếc micro. Tệ nhất á, thì các bạn cũng nên đầu tư một chiếc micro shotgun ha, là đã cải thiện âm thanh thêm được một chút. Còn nếu như các bạn nào mà có kinh tế hơn một chút á, thì các bạn có thể sử dụng cái micro không dây giống như mình nãy giờ nè, thì cái âm thanh nó sẽ lên thêm một bậc nữa, nhìn cái video của mình á, nó sẽ chuyên nghiệp hơn, nó sẽ cuốn hút người xem hơn. Rồi tiếp theo đó chính là những cái chân máy. Những cái chân máy đầu tiên á, là mình giới thiệu đến cái chân máy nhỏ nhỏ này trước đi. Đây là một cái chân ba chân Ulanzi mini thôi, dùng để cầm tay vậy nè, giống như những cái gậy sporty mà để xài cho cái GoPro á, nó có thể kéo dài ra thêm được một chút ha. Nó cao được khoảng một găng tay rưỡi. Thì cái cây này á, mình sẽ sử dụng cho những cái thiết bị mà nhỏ gọn như là cái con GoPro này, mình sẽ gắn lên đây. Đó, thu gọn lại thì nó chỉ như đây thôi. Ở dưới đây mình sẽ mở ra được thành ba cái chân, có thể trở thành một cái tripod nhỏ. Tiếp theo á, là một cái cây gậy kéo dài. Đây, gậy kéo dài thì mình sẽ dặn nó ra như vậy. Đó, thì nó sẽ dài ra hơn, nó giúp mình quay những cái cảnh mà đi du lịch rồi này kia đó. Mình sẽ cầm đây, mình sẽ cái máy nó sẽ đưa ra xa thêm một chút và mình sẽ lấy được nhiều cảnh hơn đó. Thu gọn là thì nó chỉ nhiêu đây. Còn cái chân này là không có trong bộ nha, cái chân này mình mua trên mạng rẻ thôi, khoảng 50.000 thôi đó. Nó sẽ dặn được vào cái gậy này thông qua một cái lỗ ốc để giúp nó đứng lên được, nó cũng biến thành một cái mini tripod luôn. Cũng đến từ nhà Ulanzi. Đây là một cái chân bạch tuộc. Thì tại sao mà được gọi là chân bạch tuộc? Đây, nó cũng ba chân giống vậy, nhưng mà các bạn thấy cái chân nó cong cong không? Nó có thể bẻ được, bẻ được và cố định, nó giống như cọng kẽm vậy đó. Đó, nhìn nó giống như con bạch tuộc không? Cho nên người ta sẽ gọi đây là chân bạch tuộc. Thì công dụng của cái chân này là như thế nào? Có nghĩa là nó sẽ uốn cong được và nó có thể bấu víu được bất kỳ một cái vị trí nào có, chẳng có cái hình dạng giống như là cành cây, lan can, ban công, nói chung là những cái que. Cái này nó rất là tiện lợi sử dụng trong một số trường hợp mà chúng ta đi du lịch đó. Đó, ví dụ chúng ta đang gắn trên tay cạnh gì nè, đó, mình đang nói chuyện đi, bây giờ mình muốn chụp hình hay là mình muốn tự quay gì đó, nhưng mà nếu sử dụng những cái chân máy ba chân, những cái tripod lớn thì hơi bất tiện, nó mất diện tích nhiều lắm. Nhưng mà ví dụ như mình đang đi trong rừng mà chỗ đó có nhiều cây cối, hoặc là ở gần đó có một cái lan can gì đó, mình sẽ lấy ra, banh ra và quấn lại, nó sẽ nằm yên trên cành cây đó, mình có thể vô tư quay vlog. Ok, tiếp theo là một cái chân máy cũng đến từ nhà Ulanzi luôn, nhưng mà mình đang sử dụng ở trên kia rồi, thì các bạn tìm cái mã Ulanzi MT41 ha, nó sẽ ra. Thì về cơ bản á, nó cũng giống như cái mini tripod nhỏ này thôi, nhưng mà nó sẽ, cái chân này nè, nó sẽ quạt bự ra hơn, và nó sẽ kéo dài ra được hơn.
thì nó sử dụng cho cái mục đích là mình sử dụng cho cái máy ảnh của mình, cái thiết bị lớn và nặng hơn cái GoPro. Thì hồi kỳ mình có thử để cái máy ảnh lên cái chân máy này á, thì nó hơi yếu và suýt ngã, cho nên là mình quyết định mua thêm một cây đó để sử dụng cho cái máy ảnh của mình ha. Rồi, về tripod thì đầu tiên á, mình có sử dụng một cái cây này. Cây này là Manfrotto, là loại tripod ba chân có thể kéo dài ra, nhưng mà sau này nó bị hỏng cho nên là mình sẽ đổi. Nó hơi khó chịu một chút là ở cái chân dặn này nè, nó bị lỏng rồi cho nên là nó rất dễ bị tuột. Đâu rồi ta, cái chân nào bị lỏng thôi, nó có một chân bị lỏng á, cho nên là nhiều khi mình cầm lắc vậy chút cái nó tuột ra. Và có một lần á, mình đang gắn cái máy ảnh trên đây, mình đang quay vlog thì nó bị sụm xuống, cho nên là suýt rớt máy ảnh hơn là mình chụp kịp. Thôi mình suy nghĩ, giờ mình mua cái máy ảnh đắt tiền mà mình xài một cái chân dởm như thế này á, thì có ngày là nó cũng bị hỏng cái máy ảnh của mình thì cũng vậy. Thôi mình ráng đầu tư một cái cây chân máy. Cái cây này thì mình sẽ để gắn những cái thứ mà không quan trọng ha, chẳng hạn như là đèn hoặc là những cái gì mà giá trị không cao á, nó nhỏ nhẹ cũng được. Thì ví dụ như có ngã đổ thì nó sẽ đỡ hơn. Thì sau đó mình sẽ mua thêm một cái cây tripod Benpro. Cây này có mã là Benpro SSL09A. Đây. Đó. Thì nó có thể dặn những cái chân rang dày đó. Mình dặn mẫu một chân thôi ha. Nó có thể dặn cái chân rang dày, nó cao tương đương cỡ dày. Giờ mình sẽ mở cho nó cao lên thêm nữa. Đó, nó được thêm một nấc nữa. Thì tripod á, là một cái vật dụng quan trọng cũng không kém đối với những người mà chơi về máy ảnh hoặc là video. Thì nó có thể giúp cho mình giữ vững được cái máy ảnh cố định một chỗ để quay video ha, hoặc là các bạn có thể chụp ảnh phơi sáng. Nói chung bạn nào mà đã chơi về máy ảnh rồi thì sẽ biết được cái độ quan trọng của cái tripod như thế nào. Cái này mình mua khoảng hơn 1 triệu. Đợt mình mua sale á, cho nên là mình cũng không nhớ rõ là bao nhiêu nữa, nhưng mà như là hơn 1 triệu á. Giờ mình sẽ thu gọn lại. Đó, bây giờ thì khi mà ship gọn lại thì nó cũng khá là nhỏ gọn thôi. Mở ba chân ra, thu lại. Đây, nó chỉ nhỏ như đây thôi. Mình có thể bỏ vào túi và mình có thể cất, mình mang đi di chuyển dễ dàng. Rồi, tiếp theo nữa là khi mà đi du lịch hoặc là xài nhiều cái thiết bị điện tử mà những thiết bị điện tử đó hết pin thì sao? Cái thứ vật dụng quan trọng không kém đó chính là pin dự phòng. Thì đây là một cái cục pin Xiaomi mình mua rất lâu rồi đó, chắc cũng được khoảng 3-4 năm rồi đó. Cái cục này khoảng 10.000 mAh ha. Hồi đó mình mua nó hình như là 300 mấy thì phải. Cái này cục lâu lắm rồi, 10.000 mAh, giờ mình xài rất là nhiều công dụng luôn. Ngoài sạc pin điện thoại ra, mình có thể sạc pin Playcam, sạc pin GoPro, sạc pin máy ảnh vân vân. Chỉ cần có mang theo dây. Rồi, tiếp theo đây là một cái cục sạc đến từ Freemax RPP20. Thì cái cục này mình đã có làm một cái video review chi tiết trên kênh của mình rồi ha, các bạn tìm lại giùm mình ha. Nói chung rất là ok luôn. Đi du lịch thì không thể thiếu pin dự phòng được, đúng không? Rồi cái đây là một cái đèn cắm trại và một cái con Iron Man mình để đi mình làm màu thôi, các bạn đừng để ý tới. Nói đó sơ sơ qua thì đây chính là những cái vật dụng mà mình dùng để quay vlog từ lúc mà mình mới thành lập kênh cho đến nay. Thực ra các bạn cũng không cần đầu tư nhiều đến mức giống như mình đâu. Nếu như các bạn thật sự muốn làm video, làm blog, làm vlog này kia để up lên YouTube,
ngoài cái chất lượng hình ảnh, ngoài cái chất lượng âm thanh thì nó còn về cái chất lượng của cái nội dung của các bạn mang lại nữa. Nếu như các bạn đầu tư quá nhiều về thiết bị nhưng mà các bạn không có nội dung để làm thì cái video của bạn nó cũng hoàn toàn vô nghĩa, đúng không nè? Thì do một phần á, là tại vì ngày xưa mình cũng có chơi máy ảnh rồi này kia, mình cũng có chơi những cái thiết bị điện tử, cho nên là đây cũng là một phần sở thích của mình ngoài cái sở thích đam mê xe ra. Thì cho nên mình vừa mua để thỏa mãn cái đam mê, vừa mua để phục vụ cho cái việc mà quay vlog của mình. Với nếu như mà các bạn đã dấn thân vào cái con đường mà về máy quay máy ảnh này rồi á, thì các bạn sẽ nhìn những cái chất lượng hình ảnh mà nó thấp á, các bạn sẽ rất là khó chịu, các bạn sẽ muốn có sự đầu tư thêm vào cho nó nữa. Thì có những cái kênh mà quay bằng những con GoPro đó, cái chất lượng hình ảnh nó mang lại không được tốt cho lắm. Mình nói thật luôn là nhiều khi là không được tốt, cái chất lượng hình ảnh, chất lượng âm thanh không được tốt bằng kênh mình luôn á, nhưng mà cái nội dung người ta hay, nội dung người ta cuốn hút thì cũng thu hút được người khác. Cho nên là nếu như các bạn nào mà có dự định mà làm video, làm vlog thì các bạn có thể là nên nghiên cứu thêm về cái nội dung ha. Thôi chắc cái vlog này đến đây cũng đã dài. Sắp tới mình sẽ làm video review chi tiết từng món luôn, đi vào sâu chi tiết từng món. Thì các bạn muốn mình làm về cái món nào trước thì các bạn có thể comment bên dưới cho mình biết ha. Cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Nếu như các bạn đã hay, nhớ cho mình một like, một share, một subscribe để cho kênh mình ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn các bạn. Bye bye.